Agni lại thành một pha xử lý bỏ nhỏ thành công. Cú đánh trên chắn của Thanh Thúy rất quyết tâm. 16-17. Ngay sau khi đối phương nới rộng khoảng cách lên thành 2 điểm thì ngay lập tức Thanh Thúy đã kim thành. Một trong những niềm hy vọng của bóng chuyền Việt Nam nhưng chưa cho thấy những tiến bộ rõ rệt trong thời gian vừa qua. Phòng thủ không thành công. Và dứt điểm vừa rồi là của Alisa. Bùi Nga. Thêm một cơ hội nữa. Trần Thị Thanh Thúy đánh bóng rất tốt trong pha đánh này. 9-10 rồi. Khoảng cách 4-3-2 và giờ chỉ còn là một điểm. Cảm giác của chiến thuật này. Bóng tốt. Các trọng tài đã xác định cú đánh vừa rồi là trong sân. Nhưng khoảng cách về mặt điểm số đang được rút ngắn dần. Khoảng cách giờ chỉ còn 2 điểm. Bóng trong cuộc, cơ hội giành điểm số thứ 2 trong set đấu này. Vẫn cứ là Thanh Thúy đang chờ nhiều hơn từ những lối tấn công. 2-3. Thanh Thúy đang thi đấu rất sung. Nhìn gương mặt của vận động viên này. 17. Một pha xử lý vẫn trong cuộc. Cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Thanh Thúy. Hàng chắn đã theo sát Thanh Thúy trong pha bóng vừa rồi. 1-2 cho Philippines. Không sao, chúng ta vẫn đang có ưu thế dẫn điểm. Cần phải thực sự tập trung để giành lại. Cuộc phút vừa qua, lối chơi của đội tuyển Việt Nam đã nhuyễn hơn rất nhiều. Rõ ràng là chấn thương đã ảnh hưởng rất nhiều đến Linh Chi. Và Thu Hoài là một giải pháp mà huấn luyện viên Nguyễn Tấn Kiệt đã trau dồi cho rất nhiều trong thời gian tập trung đội tuyển. Bây giờ thì Thanh Thúy đang thực sự là ngôi sao của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Liên tiếp là những tình huống ghi điểm. Trong 3 điểm gần đây, cô đã có tới 2 điểm thực hiện những cú đánh sau vạch 3m.